Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy trong chương trình ngữ văn lớp 9. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về tác giả. Tác giả là Nguyễn Duy, tên khai sinh của ông là Nguyễn Duy Nhuệ. Ông sinh năm 1948, quê của ông ở Quảng Xá, Đông Vệ, Thanh Hóa. Ông là nhà thơ, đồng thời là chiến sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thứ hai, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác của văn bản. Văn bản được sáng tác năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta cũng thấy đây chính là thời điểm đất nước chúng ta vừa bước ra khỏi cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên thì những hồi ức về cuộc kháng chiến này vẫn còn rất sâu đậm. Phần thứ hai là mã, chúng ta cùng đi vào đọc và tìm hiểu bố cục của bài. Ta thấy bài có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất gồm hai khổ thơ đầu, miêu tả hình ảnh vầng trăng trong quá khứ. Phần thứ hai gồm 3 khổ thơ tiếp theo, miêu tả vầng trăng trong hiện tại. Và phần thứ ba khổ cuối là vầng trăng trong suy tưởng của tác giả. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần thứ nhất, vầng trăng trong quá khứ. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể. Hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành chi kỷ. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Nhân vật trữ tình rõ ràng có nhiều điểm giống với cả Nguyễn Duy, tương tự những người cùng thế hệ với tác giả, cũng xuất thân từ nông thôn, thuở nhỏ sống gần gũi với ruộng đồng, sông bể, rồi lớn lên thành quân nhân, trải qua cuộc sống chiến binh ở rừng Trường Sơn. Hoàn toàn không nhằm ca ngợi sự giản dị. Ở đây, khái niệm điện với họ ấy, trong những không gian ấy, phần nhiều là xa lạ. Trăng thành bạn thân, thành tri kỷ như một điều hết sức tự nhiên. Những người sống trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ ấy, không bao giờ nghĩ mình có ngày sẽ dừng dưng lạnh nhạt với vầng trăng. Ở đây tác giả đã dùng chữ tri kỷ, đã dùng hình ảnh trần trụi với thiên nhiên và hình ảnh so sánh hồn nhiên như cây cỏ vô cùng chính xác. Đặc biệt là tác giả gọi đây là vầng trăng tình nghĩa, nhân hóa vầng trăng như con người. Bên cạnh đấy tác giả còn sử dụng phép liệt kê và liệt từ với. Toàn bộ những biện pháp ấy cho thấy được mối quan hệ gắn bó vô cùng tình nghĩa thân thiết giữa con người và ánh trăng. Thế nhưng trong hiện tại, vầng trăng đã có sự thay đổi. Đến khi về thành phố, nhân vật trữ tình lại sống trong một môi trường và sự có mặt của vầng trăng đã trở nên lạc lõng, thừa thãi. Từ hồi về thành phố, trên ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Ở đây chúng ta thấy có sự đối lập vô cùng gay gắt giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ là sống với đồng, với sông, với bể, với rừng, với ánh trăng, một cuộc sống gian lao, song gắn bó với thiên nhiên, với ánh trăng. Thì hiện tại, tác giả đang ở thành phố với một môi trường vô cùng tiện nghi đầy đủ. Thế nhưng tác giả đã lãng quên đi ánh trăng ấy. Ánh sáng điện của thành phố tràn ngập, tiện nghi đầy đủ, làm con người đô thị có mấy khi ngửa mặt lên để tìm một nguồn ánh sáng tự nhiên trong đêm tối như vầng trăng. Vầng trăng đã không cần cho họ nữa rồi. Vì một lý do thực dụng, vầng trăng đến và đi qua như người dưng không được chào hỏi, đón tiếp. Tuy nhiên, thì chúng ta thấy ở đây, tác giả đã miêu tả một giây phút làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của con người. Để giác ngộ về ánh trăng, cần có một cú hích giúp ta thức tỉnh cho cuộc sống tiện nghi đó. Trong đạo thiền, để thức tỉnh, giác ngộ, thì các thiền sư hay dùng những công án đập vào đầu đệ tử mà không cần giảng giải. Thì ở đây, trong bài thơ này, tác giả đã dùng hình ảnh đèn điện tắt là một công án thiền độc đáo ấy. Thình lình đèn điện tắt, phòng thinh thinh tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột bằng trăng tròn. Để rồi, ở đây không cần giảng giải nhiều cũng đủ làm ta bực tỉnh. Giây phút mà tác giả gặp ánh trăng, ngửa mặt lên nhìn mặt, hai mặt đối diện nhau là một giây phút vô cùng đặc biệt. Nó giống như là hai người bạn tri kỷ nay đã gặp lại.
ta sống trong không gian đô thị đầy tiện nghi đã lãng quên đi tất cả những gì đem lại cho ta trong không gian đồng ruộng của núi rừng. Điện đã tắt, đã đem đến cho ta cơ hội được sống với những năm tháng đã qua, những đồng ruộng, sông bể, núi rừng, những không gian nơi đã lưu giữ biết bao nhiêu những kỷ niệm đẹp. Để tái hiện điều đó thì tác giả đã sử dụng một loạt các biện pháp nhân hóa hình ảnh vầng trăng, sử dụng so sánh liên tiếp như là đồng là bể, như là sông ở là rừng để diễn tả cảm xúc rưng rưng của tác giả. Ngoài ra thì tác giả sử dụng một loạt các động từ ngửa mặt, nhìn mặt, rồi các loạt một loạt các từ láy. Toàn bộ những biện pháp ấy nhấn mạnh sự vô tình quên lãng của tác giả với vầng trăng, song cũng nói lên những cảm xúc vô cùng mãnh liệt của tác giả, những kỷ niệm dồn dập gợi về khi tác giả nhìn thấy vầng trăng năm xưa. Từ đấy tác giả đã có những suy tưởng vô cùng sâu sắc. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Theo nguyên lý giác ngộ của đạo thiền, Nguyễn Duy cũng không cần giảng giải nhiều. Trăng cứ tròn vành vạnh, cứ im phăng phắc và ta chỉ giật mình. Đây là một hình tượng đa nghĩa. Người ta đã lý giải, phán đoán triết lý của bài thơ này rất nhiều. Có người bảo trăng tượng trưng cho vẻ đẹp, phẩm chất của nhân dân, tượng trưng cho vẻ đẹp của tình bạn, tình đồng chí trong những năm tháng chiến tranh không thể nào quên. Trăng mang triết lý về sự thủy chung. Có người nói triết lý của bài thơ là đừng vì cuộc sống vật chất đầy đủ mà quên đi giá trị tinh thần, quên đi tình cảm, làm nền tảng cho cuộc sống. Có người thì lại bảo bài thơ đã gợi nhắc chúng ta về thái độ uống nước nhớ nguồn, ân nghĩa thủy chung. Nhận định thế nào cũng đều đúng cả. Tuy nhiên thì đặt trong hoàn cảnh sáng tác của bài thơ, chúng ta thấy nhận định thứ hai có vẻ đúng hơn. Và triết lý của bài thơ, nếu mà chúng ta cứ hạn định nó thì có lẽ là đã làm tu tập nó mất rồi. Nên chúng ta hãy cứ để cho triết lý của bài thơ vốn không lời, ẩn dưới cách nhìn im phăng phắc của vầng trăng và cái giật mình của ta được mở rộng ra. Đồng thời chúng ta thấy ở đây tác giả còn miêu tả hình ảnh vầng trăng như là một biểu tượng đẹp. Vầng trăng ở đây không phải chỉ là vầng trăng của thiên nhiên nữa, mà đó là vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng rất nhiều lớp. Đầu tiên thì đó là biểu tượng cho hình ảnh của quá khứ nghĩa tình. Và từ hình ảnh quá khứ nghĩa tình ấy thì nó đi đến một biểu tượng thứ hai, đấy là biểu tượng cho triết lý sống uống nước nhớ nguồn. Ở trong đoạn này thì tác giả đã miêu tả hình ảnh vầng trăng và suy nghĩ của con người qua một loạt biện pháp, ví dụ như biện pháp đối lập. Đối lập giữa sự bàng hoàng của tác giả với thái độ im phăng phắc của vầng trăng, đồng thời sử dụng một loạt các từ này như vành vạnh, phăng phắc. Toàn bộ những biện pháp ấy nhằm vẽ lên hình ảnh của trăng như là biểu tượng của quá khứ đẹp đẽ, nhân chứng cho tình nghĩa thủy chung, và đồng thời thể hiện cảm xúc của tác giả, thể hiện lời nhắc nhở nghiêm khắc con người đừng lãng quên đi quá khứ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài thơ, và chúng ta thấy là bài thơ này đã đưa cho chúng ta những triết lý rất triết lý mà vô cùng gần gũi, nhưng mà đôi khi chúng ta lãng quên đi. Đấy là triết lý về đạo lý sống uống nước nhớ nguồn. Trong bài thơ Việt Bắc, Tố Hữu cũng đã có một câu thơ rất gần với tư tưởng trong bài thơ Ánh Trăng. Phố đông còn nhớ bản làng, sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng. Đấy là lời dè chừng tâm lý thói thường của con người, từ chỗ khó khăn gian khổ bước ra chỗ đầy đủ tiện nghi, dễ quên đi con người và mọi kỷ niệm thiêng liêng của thời gian khổ. Nhưng ở đây rõ ràng Nguyễn Duy đã khai thác được một trạng thái tâm lý, đã lấy ánh trăng soi chiếu đột ngột giữa thời điểm cung điện để thức tỉnh con người, dẫn đến chỗ ngộ đạo, giác ngộ đạo lý ở đời. Đó là phải thấm thía về thái độ tình cảm trong những năm tháng gian lao, đặc biệt là trong năm tháng của cuộc đời người lính. Thứ hai, về mặt nghệ thuật thì chúng ta thấy bài thơ có giọng điệu của tự nhiên, tâm tình, giàu tính biểu cảm, và tác giả đặc biệt đã xây dựng được biểu tượng rất đẹp, đó là biểu tượng ánh trăng. Chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài thơ. Bên cạnh đấy chúng ta sẽ suy nghĩ một số những câu để có thể bổ sung cho bài. Đọc bài thơ Ánh Trăng, chúng ta cảm nhận được điều gì về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và những giá trị truyền thống tốt đẹp trong cuộc sống? Đồng thời chúng ta cố gắng là phải đọc diễn cảm không thuộc lòng bài thơ. Thứ ba là chúng ta phân tích ý nghĩa của hình ảnh
trăng, đặc biệt là trăng cứ tròn vành vạnh với ánh trăng im phăng phắc. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài. Và cuối cùng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã lắng nghe bài học.